Seri Thu Hà, U của đi giữa trời rực rỡ không tự tin yêu đương vì từng bị người khác làm điều xấu nhiều lần. Em nghĩ là em không sạch sẽ, em không đáng nhận được tình yêu thương. Em có sát nhà bạn ngủ và khi mà em tỉnh dậy thì bạn em không ở bên cạnh em nữa. Nhìn thấy đầu tiên là bố của bạn em đang tò mò về phần dưới của em. Mà em phải chịu những cái việc như thế nhiều quá luôn. Trên phim từ chối trải vì không muốn cưới gắn nợ, ngoài đời có bạn trai cực phẩm như tài tử, yêu hơn 2 năm, còn xác định về chung một nhà. Hot girl người Tài Seri Thu Hà đang là cái tên gây chú ý trên mạng xã hội với bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Vì vậy, nhất cử nhất động ở đời thường của cô cũng gây chú ý. Từng tham gia nhiều bộ phim của VTV lẫn các dự án điện ảnh, nhưng đến khi đóng vai nữ chính Pu trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ thì tên tuổi của Seri Thu Hà mới phủ sóng rộng khắp. Chính vì thế, những bộ phim, những game show sao nữ này tham gia đều được dân mạng đào lại. Trước đây, khi tham gia một chương trình hẹn hò, Seri Thu Hà từng chia sẻ về quá khứ ám ảnh của mình khi nhiều lần bị quấy rối. Cũng vì điều này mà Thu Hà luôn nghĩ mình không sạch sẽ, không xứng đáng nhận được tình yêu thương từ những người khác. Không ai có thể nghĩ rằng một cô gái hơn 20 tuổi đã phải trải qua những điều sợ hãi như thế. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên sinh năm 2002 thật dũng cảm khi đã nói ra được những việc làm xấu xa của người khác đối với mình và cô xứng đáng nhận được tình yêu thương. Trên phim, nhân vật Pu của Seri từ chối tình yêu của Trải vì muốn để thời gian thử thách chứ không lấy chồng kiểu gán nợ. Ngoài đời, Thu Hà không ngại công khai nửa kia của mình trên khắp các trang mạng xã hội, còn thoải mái gọi là chồng. Người yêu của Thu Hà Seri có vẻ ngoài bảnh bao, nhiều khán giả nhận xét anh chàng trông rất giống diễn viên Thanh Sơn. Theo chia sẻ của sao nữ sinh năm 2002, bạn trai cô làm ở mảng thiết kế 3D, quay và dựng MV. Thu Hà cho biết cô và bạn trai đã yêu nhau được 2 năm. Mẫu người yêu lý tưởng của nữ diễn viên là người hiểu biết, giỏi giang để có thể chỉ bảo, hỗ trợ và giúp cô học hỏi nhiều điều hơn. Bạn trai Thu Hà cũng là người trong ngành, lĩnh vực nghệ thuật nên khi cô nàng đóng cặp với diễn viên nam, người yêu đều vui vẻ chấp nhận, thậm chí là có những góp ý để Thu Hà có thể làm tốt vai diễn của mình hơn. Chia sẻ về kế hoạch cưới xin, nữ diễn viên cho biết cả hai từng nhiều lần chia sẻ về đám cưới. Tuy nhiên, cặp đôi quan niệm cứ yêu hết mình ở thời điểm hiện tại trước đã,